Chào quý vị và các bạn, hôm nay mình quay tiếp cái video về cái ruộng ớt sừng vàng châu Phi. Hiện nay là nó được 15 ngày tuổi nha. Cái đoạn nhỏ này thì quay video nhìn nó không có đẹp, cái cây nó chưa có phát triển, phải từ 20 ngày trở lên kìa, nó đẻ nhánh kìa, nhìn cái cây nó mới đẹp, mới bung ra mới đẹp dữ lắm. Còn nay nhìn nó không có sức sống. Nhưng mà 15 ngày tuổi thì nó đã phát triển rồi, là nó thể hiện là cái lá của nó chuyển màu xanh đậm chứ không còn vàng nữa. Lúc mà mới vừa gieo xuống á, mới vừa trồng vô cái clip này nè, thì cái cây á, nó màu vàng, màu đó màu của lá non. Còn giờ nó phát triển rồi, cái màu của nó chuyển thành màu xanh đậm rồi, nhưng mà nó chưa đẹp, phải đẻ nhánh kìa. Đẻ nhánh cái mình quay sát vô vậy nè, thì nó giống như cái cây trưởng thành vậy đó, nhìn nó có bóng, nhìn nó nhiều nhánh, nhìn nó đẹp, nhìn nó bùm xùm. Hiện nay thì được 15 ngày tuổi là mình đã sử dụng thuốc rồi nha, có thuốc phòng ngừa bệnh rồi đó, chứ nếu không là sẽ không phát triển được. Ngoài thuốc thì cái chuyện mà bón phân là đương nhiên phải bón nha,